Trà là một thứ văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Ngày Tết trong mỗi gia đình thì không thể thiếu trà. Vậy Tết năm nay bạn đã chuẩn bị cho gia đình mình một loại trà nào hay chưa? Ở video này thì tôi sẽ giới thiệu đến bạn một loại trà rất là đặc biệt. Trà là một loại đồ uống của người Việt Nam dùng quanh năm, suốt đời. Trong tất cả những ngày hội hè, cưới xin, Tết nhất, từ các quán nước ven đường cho đến những ly trà ấm nồng từ trong gia đình, trà đã trở thành một thứ văn hóa không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam. Tết là thời điểm họ hàng gia đình quây quần tụ họp bên nhau, những ly trà ngon sẽ trở thành những khởi đầu cho những câu chuyện trong gia đình. Bởi vậy, dù ngày Tết có bận bịu đến đâu thì người Việt cũng luôn dành thời gian để lựa chọn cho mình một loại trà ngon nhất. Có một thực tế là trà khô thì rất là ngon và tốt cho tiêu hóa, nhưng lại có chất kích thích làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, thậm chí gây mất ngủ trầm trọng. Vậy có loại trà nào thơm ngon và tốt cho sức khỏe mà không bị mất ngủ hay không nhỉ? Hôm nay thì Thảo Dược Đức Thịnh sẽ giới thiệu đến các bạn một loại thảo dược vừa là một cây thuốc làm trà rất là thơm ngon và vừa tốt cho hệ tiêu hóa, cho sức khỏe mà lại không hề gây mất ngủ, có thể uống trong dịp Tết. Bạn biết đó là loại trà nào hay không? Đó chính là chè dây. Tại sao chúng tôi lại đề cập đến chè dây? Bạn biết không, chè dây là một vị thuốc nam có rất là nhiều tác dụng quý. Tác dụng hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, chống đầy hơi, tăng cường hệ tiêu hóa. Trong niềm vui sum họp ngày Tết thì chúng ta thường quá chén, ăn uống nhiều loại thức ăn dẫn đến tình trạng đầy hơi, khó tiêu. Uống một ly chè dây thì sẽ giải quyết được hết những vấn đề này. Hơn nữa thì mùi vị của chè dây thì rất là thơm ngon và không hề thua kém những loại trà xanh hiện nay. Chúng ta có thể dùng chè dây để tiếp khách. Trong không khí những ngày Tết, ngồi nhâm nhi những ly trà nóng, chia sẻ những câu chuyện gia đình thì sẽ khiến chúng ta thêm gắn kết hơn. Uống chè dây còn có thêm một điểm lợi thế nữa là trà không hề gây mất ngủ. Thường thì khi uống trà, các bạn sợ nhất là uống vào buổi tối vì nó sẽ gây mất ngủ cả đêm. Nhưng với chè dây thì lại không. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng chè dây bất kỳ thời gian nào trong ngày. Bởi chè dây không có hoạt chất caffeine nên không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Một tác dụng nữa của chè dây mà chúng ta thường hay nhắc đến đó chính là tác dụng điều trị viêm loét dạ dày. Chè dây điều trị viêm loét dạ dày, mau liền, xe vết loét, tiêu diệt khuẩn HB, điều trị viêm hang vị dạ dày. Theo thống kê thì có tới 90% bệnh nhân viêm loét dạ dày đã bớt đau sau một tuần sử dụng chè dây và có tới hơn 50% bệnh nhân đã điều trị khỏi dạ dày sau khoảng 2 tháng sử dụng liên tục chè dây. Đây là một tin vui cho rất là nhiều bệnh nhân bị mắc bệnh